Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với căn nhà phố đẹp trong video ngày hôm nay. Và ở video này Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà phía sau lưng Toàn đây, thì chắc chắn là anh chị sẽ quen thuộc. Hiện tại thì bất động sản này đang giảm giá, nay chỉ còn là 16 tỷ, diện tích là ngang 5 dài cho 18, một trệt 3 lầu, được trang bị full nội thất và có thang máy. Thì tí xíu nữa vào trong thì Toàn sẽ giới thiệu chi tiết hơn nha. Đây là cái trục đường số thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, tiếp giáp với đường 15B là hết Phú Hưng là đến. Xung quanh đây đầy đủ tiện ích, gần chợ, trường học, ngân hàng và cơ quan hành chính. Đặc biệt thì rất gần rất là nhiều trường quốc tế nha anh chị, và nhiều trung tâm thương mại. Ở căn nhà này là phía trước là có một cái view sông, thành ra là cũng rất đặc biệt. Mình sẽ không có lo và đối diện, đối lập nhà nha anh chị. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong. Và hướng nhà sẽ là hướng Bắc, phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Đông tứ trạch, bao gồm cái hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và hướng Bắc. Và mặt tiền thì sẽ được ốp đá hoa cương cũng rất là sạch sẽ, tạo nên nét cứng cáp cho căn nhà này. Bên ngoài thì trang bị hai lớp cửa sắt bên ngoài và lớp cửa cuốn ở bên trong. Và đây là gara đậu xe hơi, thì hai bên tường thì cũng đã được ốp lên rất là sạch sẽ. Và liền kề với gara sẽ là không gian phòng khách, thì cũng được trang trí cũng khá đẹp, bao gồm một bộ sofa, ở trên có đèn chùm, máy lạnh âm trần, đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Và kết nối luôn không gian này sẽ là một cái tủ rượu, trưng bày rượu phía trước thang máy nha anh chị. Thang máy sẽ là nơi kết nối giao thông giữa các tầng. Và căn nhà được thiết kế theo kiến trúc là không gian mở, liền kề với không gian phòng khách sẽ là khu vực bếp với diện tích rộng khoảng 30m². Bếp thì được thiết kế lên full trần với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng, được bao gồm một số nội thất cơ bản như là tủ lạnh side by side, bếp điện từ, máy hút mùi. Bên trong có luôn cả máy rửa chén, nói chung là các chị nội trợ thì sẽ được trang bị gần như là đầy đủ. Và tại không gian bếp thì sẽ thiết kế một cái bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi rộng rãi. Thì vị trí này anh chị có thể mở rộng ra, mình đặt bàn ăn 8 ghế hoặc là thậm chí 10 ghế cũng rất thoải mái. Và phía sau cùng của căn nhà sẽ là một cái khoảng sân sau, nơi làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Và tại đây sẽ thiết kế một cái vệ sinh để mình phục vụ cho khách tại tầng trệt. Và bây giờ tôi xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ. Căn nhà này có tất cả là 4 phòng ngủ, sẽ phù hợp cho gia đình anh chị có từ 6 cho đến 8 thành viên. Và 4 phòng ngủ cũng như các tầng trệt đã được trang bị full nội thất. Như vậy là khi mua căn nhà này, anh chị chỉ việc xách vali là đến ở. Và hiện tại Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7, hoặc là mua nhà Nhà Bè, hoặc là mua bán nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhiều khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy kết nối với Toàn để mình đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ cần bán nhà quận 7 hoặc là bán nhà Nhà Bè, và cũng như là mua bán nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, hãy kết nối với Toàn theo số điện thoại trên màn hình. Toàn sẽ gửi những thông tin bất động sản phù hợp để anh chị lựa chọn một căn nhà như ý. Và khi ra ngoài sảnh hành lang tại tầng 1 thì có một cái giếng trời thông tầng nha anh chị, kết nối từ trên mái nhà đi xuống các tầng ở phía dưới, nơi lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Và sảnh hành lang nơi kết nối hai phòng ngủ lại với nhau, phía trước và phía sau cũng rất rộng rãi và thông thoáng. 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này thì sẽ có thiết kế vệ sinh riêng biệt với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 1, gọi là phòng ngủ master. Thì không gian phòng này rộng hơn 30m², đã được trang bị đầy đủ nội thất, giường, ra nệm, táp đầu giường. Song song với giường ngủ sẽ là tủ áo sử dụng bằng kiến cường lực màu trà. Bên trong đi hệ thống đèn điện LED thì cũng tạo điểm nhấn cho nội thất của căn phòng này trở nên sang trọng hơn. Và đối diện giường ngủ sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Hiện tại thì chủ nhà cũng trang trí một số vật phẩm cho căn phòng này trở nên sinh động hơn. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển sang phòng ngủ phía sau. Thì tương tự như phòng ngủ phía trước mà anh chị vừa xem, thì tại phòng ngủ phía sau thì Toàn thấy là không gian này khoảng gần 30m², và cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, giường, táp đầu giường, bàn trang điểm, tủ áo. Và đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Hai phòng ngủ còn lại tại tầng 2 thì cũng tương tự, mình sẽ xem qua nhanh thôi nha anh chị, và mình sẽ gặp nhau ở tầng 3. Đến với căn nhà này, Toàn thích nhất là hai phòng ngủ phía trước tại tầng 1 và tầng 2. Bởi vì khi mà ngồi vào ngay vị trí của Toàn đó anh chị, phía bên ngoài mình sẽ có một cái góc view gọi là view sông với nhiều cây xanh bóng mát. Thì nói chung là mình sẽ mang một cái cảm giác gọi là thư giãn cũng rất là tuyệt vời. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía sau, là phòng ngủ thứ tư. Căn nhà này thì 4 phòng ngủ là được trang bị như nhau, tuy nhiên là chỉ khác nhau về màu sắc của ra nệm thôi. Thành ra là nó cũng là một trong những cái phần tạo nên sự khác biệt cho mỗi phòng ngủ. Và ngoài căn nhà này, tại trục đường số tại quận 7 thì Toàn đang có rất nhiều
căn nhà khác ở nhiều vị trí khác nhau tại quận 7, Nhà Bè cũng như là đường số của quận 7. Nói chung là rất nhiều lựa chọn nha anh chị. Anh chị đang quan tâm nhà hoặc là quan tâm đến bất động sản thì hãy kết nối với Toàn theo số điện thoại trên màn hình. Toàn sẽ nhanh chóng tìm được một bất động sản phù hợp để cho anh chị lựa chọn một sản phẩm bất động sản như ý. Và anh chị mua căn nhà này thì có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, vừa ở vừa làm văn phòng công ty, thậm chí là mình cho thuê, đặc biệt là sẽ rất phù hợp cho anh chị là kinh doanh buôn bán online thì ở chọn căn nhà này cũng sẽ rất là phù hợp luôn nha anh chị. Công năng sử dụng tại tầng 3 sẽ là phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Thì sân phơi là ở phía cuối nhà nha anh chị. Và vị trí Toàn đang đứng thì sẽ thiết kế một cái không gian nhỏ. Nếu mà anh chị gia đình mà có người giúp việc thì mình sẽ làm phòng ngủ cho người giúp việc tại vị trí này. Và hoặc là làm phòng kho, phòng giặt là ngay vị trí này. Và phía trước sẽ là không gian phòng thờ. Sân thượng phía trước sẽ là một góc thư giãn vào buổi tối rất tuyệt vời. Thì đã được trang bị luôn bộ bàn ghế rồi, bao gồm xích đu. Đây anh chị, khi đứng tại vị trí này là nói chung là mình sẽ nhìn mình view rất là đẹp luôn. Đó, mình coi như là ngay vị trí này là coi như là gần chung cư Belraza nè, chung cư Đức Khải nè. Rồi thậm chí là mình thấy luôn cả tòa nhà Biteco hoặc là Landmark 81 luôn. Mình đứng đây là mình coi như là mình view cả quận nhất. Một cái góc view rất là đẹp luôn nha anh chị. Và Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 5m, dài cho 18m, một trệt, 3 lầu. Trục đường số phường Phú Mỹ quận 7 gần Phú Mỹ Hưng. Căn nhà này đã được trang bị full nội thất và bao gồm thang máy. Hiện tại căn nhà này đang được chào bán với mức giá là 16 tỷ, vẫn còn bớt thêm. Anh chị thích căn nhà này thì nhanh tay kết nối với Toàn theo số điện thoại trên màn hình nha. Và bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.